Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tới tiệm kem. Tiệm kem này giống như là da ua vậy đó các bạn. Đó, chỗ kia kìa. Thấy không? Men cheese. Bây giờ mình vô tiệm kem nha. Đó, các bạn thấy không? Nhìn qua cửa sổ thấy tiệm kem nè. Vô tiệm kem thôi. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, mùa hè thì không có chịu ăn kem đâu. Tới mùa đông á, lạnh lạnh á thì mới chịu ăn kem. Rủ đi ăn kem, nói mấy ngày hôm nay rồi, nói là mẹ ơi dẫn đi ăn kem đi, thèm kem quá. Hôm nay mới đi nè các bạn. Xuống xe đây, cầm theo chân máy quay phim ha, vô quay. Đó, tới tiệm kem năm trước, ăn mới đây mà gần một năm rồi đó các bạn. Rồi con vô đi. Các bạn ơi, bây giờ gia đình của mình sẽ vô tiệm kem này rồi thử tất cả những món kem nào mà mình nhìn mình thấy mình thích, rồi mình nếm, mình cảm thấy rất là ngon thì mình sẽ chọn món kem đó để mình mua nha các bạn. Còn mình thử những cái ly nhỏ nhỏ như thế này á thì người ta miễn phí cho mình nha. Đó, tha hồ mà thử. Các bạn vô trong này có mười mấy, hai chục món kem khác nhau thì mình thử cái nào cũng được hết. Đó. Còn cô con gái của mình kìa, đang thử món kem sô-cô-la, hương vị của bánh Oreo đó các bạn. Người ta xay vô trong cái kem này ăn rất là ngon. Thì mấy đứa nhỏ ra, nhìn con gái thứ hai của mình nữa. Đó, món nào cũng muốn thử một chút xíu để chọn ra một cái hộp kem ngon nhất. Lại thử tiếp các bạn ơi. Lần này thử món kem gì đây? Lần này thì đứa con gái mình cho mình thử món kem này các bạn. Rất là ngon đó các bạn. Thì hương vị của một loại bánh cupcake các bạn. Loại bánh này người ta đặt là bánh nhung đỏ. Bánh bông lan đó các bạn. Thì người ta xay chung cái hương vị vô trong cái loại kem này. Mình nếm thử rất là đặc biệt. Mùi vị lạ lắm đó các bạn. Ăn rất là ngon. Thì đứa con gái mình thì cứ đi thử tất cả những món kem rồi chút xíu chắc cũng chọn kem sô-cô-la ăn thôi. Lần nào cũng vậy. Đó, cô con gái thứ hai nhỏ nhỏ của mình đã thử được loại kem của cái bánh cupcake màu đỏ đó các bạn. Ăn mùi vị rất là ngon mà đặc biệt, cho nên quyết định lấy một hộp đầy của loại kem bánh cupcake này để đem ra trang trí những viên kẹo, những hạt kẹo sô-cô-la rồi trái cây mà mình thích, trang trí cho thỏa thích nha các bạn. Đó, cái vòi kem các bạn thấy nó chảy hơi chậm chậm ha. Đó, nhìn dòng kem ra nhìn hấp dẫn quá các bạn. Mình cũng thèm loại kem này chút xíu nữa. Mình sẽ lấy loại kem này mình thử ha. Đó, ăn chứ hồi nãy mình đã thử rồi. Đó, một loại bánh này nè. Còn đây là hộp kem của ông xã mình nè các bạn. Ông xã của mình hôm nay cũng tham gia ăn kem với mấy đứa nhỏ nữa nè. Thì cô con gái của mình đã lấy được kem rồi. Bây giờ ra trang trí đó các bạn. Đó, thích ăn một cái loại kem. Loại này nó hơi bé béo các bạn, bỏ lên trên ăn rất là hấp dẫn với kem đây. Thì cứ tha hồ mà trang trí. Trang trí càng nhiều thì cân ký càng nặng. Còn ông xã mình nè, đó, đang thử loại kem gì đây? Kem gì vậy ông xã? Kem gì đó? Ông xã mình nói, đây là kem vanilla đó em không biết nè. Mình chọc ông xã mình chút xíu thôi nha các bạn, cho nó vui. Thì bây giờ mấy đứa con của mình, đó, đứa nào đứa đó cũng muốn dâng cái hộp kem của mình lên cho thiệt đầy để trang trí cho nó đẹp mắt các bạn ơi. Đứa con gái mình nè, đó, say mê hết loại kẹo này rồi đến loại kẹo khác, cứ bỏ lên như vậy rồi ăn sao hết không biết nữa. Đó, bỏ nhiều có vậy đó, cứ lớp kẹo rồi lớp kem, lớp kẹo rồi lớp kem, làm như vậy đó. Kệ, lâu lâu mấy đứa nhỏ ra đây thì cứ cho thỏa thích trang trí đi các bạn, để đầu óc mấy đứa nhỏ thiệt là thích thú thoải mái ha. Đó, thì cuối tuần mấy đứa nhỏ chỉ thích như vậy thôi. Những món ăn gì hay những trò chơi gì lúc tuổi thơ thì mình được ăn ngon hoặc là mình được chơi cái trò chơi đó thiệt là thích thú thì nó sẽ là ký ức rất là đẹp để sau này mình già lại hay là lúc mình có chồng có con mà đôi lúc mình nằm mình chợt nghĩ tới tuổi thơ của mình cũng thiệt là hạnh phúc, thiệt là vui đó các bạn.
Rồi, kế tiếp là cô con gái lớn của mình bây giờ chuẩn bị trang trí cho cái ly kem của mình những viên kẹo gì đây? Để xem, kẹo sô cô la chấm 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 vài hộp cốm các bạn. Giống như kẹo cốm nó chấm trên một miếng kẹo sô cô la vòng tròn nhìn rất là dễ thương thì ăn rất là giòn, rụm 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 luôn. Mình đã thử rồi, ngon lắm. Lúc nãy có bóc một viên thử, hèn gì mấy đứa con mình nó thích viên kẹo này, ăn rất là ngon các bạn. Ăn với kem nữa nó rất là hợp luôn. Thì đó, cô con gái nhỏ nhà mình đó, thấy chị trang trí cái gì cũng bắt chước rắc thêm, nhưng mà cái ly kẹo đã đầy rồi đó. Nhìn ly kem chưa gì đã thấy hấp dẫn rồi các bạn. Cho thêm miếng bánh nướng của kem này, bánh nướng này để kẹp kem ăn rất là ngon. Thì đó, đứa con gái mình cứ lần lượt trang trí như vậy thì mình đi thêm mình quay cho các bạn xem đó. Mấy đứa bé nhà mình chuyên ăn kem mà, trang trí xong là thích lắm, cứ nhìn ly kem cười thôi, cười chập là ly kem nó tan hết trơn, hết ăn luôn á. Rồi cô con gái thứ nhì nè, đã đủ rồi mà cứ rắc hết cái kẹo sô cô la xong rồi giờ đến kẹo cốm nữa nè, không biết chút nữa ăn chắc toàn kẹo không chứ làm sao mà thấy kem được các bạn. Kệ đi, tuổi thơ mà. Vui là chính ha. Đó, rồi đại loại chắc đã xong rồi đó. Bây giờ để xem. Wow, ông xã kìa, ông làm hộp kem sao mà nó còn bà ngoại nữa. Ô, hộp kem gì đâu mà nó không có đẹp chút xíu nào hết trơn hết trơn. Bà ngoại kìa, bà ngoại bỏ gì đây? Bà ngoại định trang trí cái gì đây? Rồi bánh quy, rồi cốm sô cô la dẹp. Ôi, kem bà ngoại bỏ phần này quá mắc cười quá, giờ không biết sao mình sửa lại cái kem này cho nó đẹp đẹp chút xíu nha. Để mình lấy cái bánh, mình gỡ cái kem này xuống để cho cái ly kem nó hấp dẫn hơn. Để như vậy tưởng là mệt lắm á. Bây giờ thì bà ngoại tiếp tục trang trí các bạn. Rồi ông xã của mình kìa đang đứng đợi bà ngoại trang trí xong thì ông xã mình sẽ bỏ vài viên kẹo, bỏ vài miếng trái cây lên. Còn ly kem của đứa con gái mình nè, thiệt là hấp dẫn các bạn, quá đẹp mắt luôn ha. Đó, con mình là chuyên nghiệp ăn kem, còn ông xã là nghiệp dư nè các bạn. Đó, lâu lâu mới ăn một lần, trang trí thấy ngộ quá chừng luôn á. Nhưng mà cũng dễ thương ha. Đó, của bà ngoại một cái, của ông xã mình một cái. Bây giờ mình trang trí thêm lên cho ông xã mình đi. Chút xíu trân châu nước màu đen, hương vị của trái Việt Quất. Rồi chút xíu bánh gì đây? Bánh gì mình chưa thử nữa, không biết nữa, chắc bánh mì á. Chắc vậy thôi, nhưng mà mình đụng với mình thấy mềm mềm giống như là bánh gì đó các bạn, có kem, có sữa ở trong đó. Rồi cho thêm một ít trân châu dâu đó các bạn, dâu với một loại cherry người ta trộn chung. Rất là ngon đây. Chút xíu nữa mình sẽ thử hết tất cả những trái cây, kẹo bánh, rồi kem. Hôm nay mình sẽ thử nhiều. Lúc trước mình tới chỉ được quay phim thôi, hôm nay lại được ăn rồi các bạn. Thiệt là đã ha. Rồi, 3 ly kem, 4 ly kem chứ hả? Đó, thêm một ly nữa. Sắp xong là sẽ tính tiền. Tính tiền xong là được ăn các bạn. Mấy đứa nhỏ nhà mình bây giờ đang nôn nao ở trong bụng, muốn ăn nhanh thiệt là nhanh để thưởng thức những cái kem nè, những cái trái cây nè, rồi kẹo bánh để mình trang trí đó. Mình làm mà, mình làm mình phải thích ăn thôi. Rồi, sắp xong chưa? Sao lâu quá vậy? Mình trang trí đó các bạn. Trang trí riết rồi, 2 ly kem của người lớn kìa các bạn. Đó, nhìn đâu có hấp dẫn bằng 2 ly kem của đứa bé nhà mình đâu. Nhìn nè, thợ chuyên nghiệp trang trí kem nè. Đó, 2 cái ly kia đẹp ngất ngay ha. Đó, thấy thương không? Còn 2 cái ly của người ăn kem không chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp ăn là biết liền. Đó, cái bên. Wow, nhưng mà nhìn cũng đặc biệt lạ lạ ha. Cái nào nhìn cũng ngon, mình nghĩ nó ngon là nó ngon, là mình ăn vô nó sẽ tăng cái vị ngon lên gấp bội luôn. Bây giờ sẽ đem ra chỗ tính tiền thôi.
Đứa con gái nhỏ của mình còn ráng lấy gì nữa đây? Lấy thêm cái bánh brownie, bánh sô cô la. Đó, lấy hai cái luôn à? Wow, ăn có hết không vậy? Có hết không? Bây giờ thì những hộp kem thiệt là đẹp mắt, thiệt là hấp dẫn của gia đình mình đã trang trí xong và bày lên một cái bàn cân để cho cô nhân viên dễ thương cân bao nhiêu tiền, cân bao nhiêu, nặng bao nhiêu chứ, rồi tính bao nhiêu tiền. Đó, nặng khoảng 51,6 ao thì khoảng gần 1,5 kg nha các bạn. Đó, thì để mình xem bao nhiêu tiền. 32 đô chấm 57 sen thì khoảng 700 ngàn tiền Việt Nam đó các bạn. Đó, rất là ngon. Rồi bây giờ, đó, ông xã mình đưa cho má mình nè, cho bà ngoại. Bà ngoại nói lộn rồi. Hộp kem của bà ngoại kia kìa. Đó, đúng rồi đó. Rồi ha. Còn nữa nè. Đó, đứa con gái mình để, nó tới nó tự lấy. Có cảm giác rất là vui. Rồi, xin mời, tới bàn, mau lên, ngồi vô bàn. Còn đứa con trai mình á thì vô đây nhõng nhẽo không có chịu ăn các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ lấy riêng món kem mà đứa con trai mình thích. Bây giờ kem mà trang trí như vậy là đứa con trai mình nó không chịu ăn. Chút xíu nữa sẽ lấy kem vanilla, loại kem bình thường mà đứa con trai của mình thích đó. Đó, còn bỏ trái cây hay kẹo bánh gì vô chỉ mấy đứa con gái mình thích thôi. Còn đứa con trai mình ăn kem là phải không bỏ một cái viên kẹo nào hết. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn kìa. Đó, cô gái thứ nhì của mình nè, muốn đút cho mẹ ăn thử một miếng. Thiệt là ngon các bạn ơi. Đó, nhất là con mình đút cho mình ăn nữa là ngon tăng lên nữa các bạn. Rất là vui hôm nay các bạn. Mấy đứa nhỏ cứ ngồi đó ăn đi. Thiệt là thích ha. Hôm nay tự nhiên có duyên sao rủ ông xã ăn kem được nè. Mấy bữa ông xã ra đây không chịu ăn các bạn, cứ nói là trời lạnh cho nên không muốn ăn. Mà không biết hôm nay làm sao rủ cả bà ngoại, cả ông xã, ai cũng ăn kem hết trơn. Cho nên mình quay cho các bạn xem. Wow, ông xã đút cho mình ăn, ngon quá, tuyệt vời quá. Ngon quá chừng luôn. Cảm ơn ông xã nha. Đó, đứa con trai của mình đang khó chịu đó. Bây giờ mình sẽ đi lấy kem cho đứa con trai mình ăn đây. Đó, đứa con trai mình đồng ý ăn kem vanilla. Ok, sẽ đứng lên và lấy cái hộp, vặn liền cho đứa con trai mình một miếng kem thôi. Kem trắng nha các bạn. Loại kem vanilla, cái loại vani đó các bạn, rất là dễ ăn. Mấy đứa nhỏ thì thích ăn cái loại kem này nhiều hơn. Đó, mình để sao cho nó chính xác. Rồi, đổ xuống thôi. Cái vòi kem nào mà người ta sử dụng nhiều á các bạn, nó bị giống như nó bị lờn đi đó, nó không có còn nhạy nữa. Cho nên cái chỗ này chắc người ta cũng phải thay đổi cái vòi mà vặn kem đó các bạn. Vòi nào người ta ít ăn á thì mình đụng một cái là nó chảy 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 ra rất là nhanh. Còn cái vòi này giống như dùng đã hư, giống như cái lò xo nó yếu rồi hay sao không biết, mình nói vậy không biết có phải không nữa, mà thấy vậy đó à. Vậy thấy vậy thì mình nói vậy thôi đó. Một tay thì quay phim, còn một tay thì vặn, cho nên không có canh được cái độ kem nó chảy xuống để cho nó thành một cái núi kem, không thành được. Như vậy nó chỉ thấy từng thẻ kem như vậy. Ô, gãy rồi các bạn ơi. Uổng chưa, rớt miếng kem rồi. Anh ơi, quay giùm em đi. Bây giờ mình nhờ ông xã thôi, ông xã quay giùm chứ làm sao mình quay được. Bây giờ thì ông xã của mình đang giúp mình quay phim, thì mình sẽ nặn một cái miếng kem có hình chóp, có hình cái nón nha các bạn, có hình núi để cho đứa con trai mình thích. Mà ra cũng không có đẹp lắm. Ok ha, có cái chóp là được rồi. Rồi, đứa con trai mình chắc không có ăn kẹo bánh gì đâu. Bây giờ chỉ đem như vậy tới tính tiền thôi các bạn ơi. Đó, để lên đây. Rất là hấp dẫn, nhìn kem ha. Ngon. Ăn lạnh lạnh có vị
nhẹ nhàng của kem, có chút xíu vị chua, rất là ngon. Mình đưa cho đứa con trai mình ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ tới mình tìm loại kem nào mà mình thiệt là thích để mình làm cho mình một ly kem thiệt là bự bự từ trước đến nay. Từ trước giờ mình qua Mỹ chưa bao giờ ăn một hộp kem ở đây các bạn. Chỉ có kem ở nhà thì thử một muỗng vậy là thôi à. Hôm nay sẽ quyết định thưởng thức một hộp kem trọn vẹn để nói mùi vị cho các bạn xem nha. Đó. Thì tha hồ mà thử. Mình mới thử được một miếng kem rồi. Bây giờ thử tiếp ha. Thử cái vị nào mà mình thiệt là thích, thiệt là mê thì mình sẽ ngừng lại và mình lấy những cái kem mà mình thích nha các bạn. Đó, ở trong này thì mình muốn thử loại nào cũng được, tùy mình thôi. Đó, mình đang thử một loại kem trộn hai màu. Rất là ngon. Hai màu, một màu là vanilla, một màu là bánh bánh cupcake màu đỏ đó các bạn. Đó, giờ chọn màu kem gì vậy? Hả? Lại lấy miếng sô cô la rồi. Mình cũng rất là mê sô cô la. Thôi, cứ thích kem nào thì bỏ vô một chút xíu ha, rồi ăn cho nó vui. Đó, hôm nay chắc là ly kem của mình sẽ đủ màu đủ sắc đây. Wow, mình lấy luôn cả kem xoài luôn các bạn. Hai món rồi. Đi tìm tiếp ha. Xem có loại nào ngon thì cứ bỏ hết vô ly. Đi chợ kem các bạn ơi. Đó, loại kem của loại bánh cupcake, loại bánh bông lan của Mỹ. Loại này ăn rất là đặc biệt nha. Mấy đứa con mình nó thử một cái là nó lấy cái loại đỏ đỏ hồng hồng đó, loại kem bánh đó ăn liền thôi. Bây giờ mình xem cái loại gì đây. Wow, riết hồi mình lấy rồi mình không biết mùi gì nữa các bạn. Cứ lấy mỗi thứ tí đi ha, chút xíu nữa bỏ vô lưỡi mình nếm là mình biết vị của hương vị gì, mùi trái cây gì nha. Ồ, cái chỗ kia kem nó bị chảy rồi. Để mình tróc bớt nước ra thử có ra không. Không ra nổi các bạn. Thôi để trong đó đi. Trước sau gì mình ăn kem thì nó cũng chảy thôi. Ở dưới cái đáy hộp cũng không sao đâu. Đó, lấy gì mà nhiều dữ vậy Vinh ơi. Ăn có hết không vậy? Hả? Chủ yếu đẹp. Nhiều nhiều chút xíu. Ăn đẹp mắt ha. Mà nhìn thích. Để cho các bạn nhìn luôn cho nó vui. Đó, được một núi kem. Thương không? Thấy đã chưa các bạn? Rồi bây giờ đến mình trang trí. Đầu tiên là mình trang trí kẹo gummy bear, kẹo dẻo dẻo có hương vị trái cây. Đó, thì cũng ăn thêm sô cô la. Đây là kẹo sô cô la đá các bạn. Nó làm như viên đá vậy nhưng mà nhai vô một cái là nó giòn nhưng mà nó không có đau răng, ăn rất là ngon. Nó rộp một cái xong rồi nó ra tất cả những vị trái cây mà người ta quét xung quanh cái kẹo sô cô la đá này. Đó, rất là mê. Thì ở đây nữa nè. Đây là kẹo sô cô la cốm có chút xíu chấm chấm á. Hồi nãy mấy đứa con gái mình á đã rải lên rồi, mình cũng đã thử rồi, ăn rất là ngon. Thì bây giờ cứ tìm tìm loại kẹo gì mà mình thấy thích mắt thì mình bỏ vô mình ăn thử nha các bạn. Mình thử thì lần sau á, mình thấy mình ăn ngon á, thì bữa sau mình ăn tiếp nha. Đó, rải gì mà nhiều còn hơn con gái mình nữa các bạn ơi. Đó, giờ đến rải kẹo cốm chua ngọt đủ loại ha, đủ màu. Tất cả những vị trái cây trong này là trộn bao nhiêu vị đó thì mình bỏ lên mình ăn thử đi ha. Món nào cũng thử. Hôm nay mình làm trở lại tuổi thơ một bữa. Kẹo gì mình cũng được ăn, kẹo gì mình cũng có quyền thích hôm nay. Đó, cốm, kẹo cốm sô cô la rải lên tiếp các bạn ơi. Chưa gì nhìn ly kem đã muốn ăn rồi. Nhìn bây giờ chắc mình đã bị chìm đắm trong những bánh kẹo rồi sô cô la. Một khu vực nhỏ nhỏ ở đây nhưng có hàng trăm món kẹo bánh để trang trí khác nhau nha các bạn. Nhìn rất là ngon. Đó, nhìn cái cốm Cheerio này, cái cốm này mình rất là thích cho nên mình thấy là mình rải vô kem liền. Đó.
thiệt là thích thú các bạn ơi. Đó, thì các bạn nhớ đi ăn kem cho vui nha. Đi ăn kem là mình được nhìn có vẻ mình giống như được trẻ lại các bạn. Trẻ lại vài tuổi đó. Cứ trang trí hết món này rồi đến món khác. Món kẹo dẻo này là mình mê nè, mình thấy là mình xúc một muỗng cho lên luôn. Bây giờ đến qua trái cây. Qua trái cây không biết mình bỏ trái cây gì đây. Đây, trái Việt Quất, trái blueberry. Nhìn ngon chưa? Căng mọng cái trái lên. Chút xíu nữa múc dính một chút xíu kem rồi cắn cái bụp một cái là nó ngon, thiệt là ngon. Còn dâu tây bỏ lên luôn. Ừ, trái dâu tây mình bỏ bị ngược rồi. Chút xíu mình sẽ sửa lại các bạn. Mình đứng ở đây mãi mê trang trí, rồi mãi mê quay phim. Có một người khách đứng sau lưng cho nên mình nhường cho người khách tới xúc một ít dâu trước nha các bạn, để người khách ăn sớm, còn mình sẽ tiếp tục quay từ từ cho các bạn xem nha. Đó, để mình tiếp tục xúc dâu bỏ vô. Wow, nhìn trái dâu này chắc bự lắm đó, người ta cắt ra nó mới dài như vậy, nhìn mê ha, quá ngon luôn. Sang năm dâu nhà mình trồng nhiều, mình sẽ làm kem tự chọn tại vườn dâu cho các bạn xem nha. Kiwi nữa, ngon quá. Giờ bỏ gì nữa đây Vinh? Hả? Bỏ bánh brownie. Bánh này là bánh sô cô la, rất là thơm ngon. Trân châu nước. Trân châu này có mùi của dâu, có mùi của trái cherry, người ta trộn chung đó các bạn. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ thưởng thức và nói mùi vị cho các bạn biết nha. Mê chưa, mê chưa? Thèm quá các bạn. Thêm một ít trân châu nước màu đen nè. Mùi vị của trái Việt Quất. Ăn chắc là hấp dẫn lắm đây. Sao mà nhìn cái ly kem không có cầm lòng được các bạn. Muốn ăn liền thôi. Nhưng mà phải tính tiền xong rồi mới được ăn. Bây giờ mình sẽ đem ra tính tiền. Trước khi tính tiền thì mình xoay cho các bạn xem một vòng. Nhìn mê mắt ha. Đó. Lại thêm một trái cherry nữa mới chịu các bạn. Thiệt tình hôm nay mình, wow, thêm trái dâu tây bọc sô cô la nữa. Thiệt là đã chưa, không biết có chỗ để không nữa. Wow. Cũng nằm được một chỗ không rớt. Wow, đã chưa? Vinh đã làm xong một ly kem rồi, đem tới tính tiền thôi. Vui quá. Đó, người dễ thương, người tính tiền dễ thương đã say hi, đã xin chào các bạn. Đó, được 2 ao mấy đó các bạn, khoảng 14 đô 98 sen nha. Ngon quá. Tìm chỗ ngồi thôi các bạn. Thì ngồi vô bàn chỗ này chút xíu rồi mình sẽ di chuyển ra ngoài nha. Mấy đứa con của mình nè, đứa con trai của mình ăn cũng chưa hết nữa, thấy mẹ tới lại đút cho mẹ ăn, mình thiệt là thích. Mấy đứa con của mình đút cho mình ăn những cái thức ăn nào cũng được, miễn là con mình đút là mình thấy ngon rồi. Đó, đứa con trai mình thì ngồi ăn từ từ thì cũng hết thôi. Lần đầu tiên đứa con trai mình chịu ăn kem ở cái tiệm này đó đó các bạn. Đứa gái mình làm gì đây? Chắc đút cho mẹ miếng kem thôi. Đó. Đã chưa? Ở trong chỗ tiệm kem á, người ta mở nhạc lớn quá các bạn. Ra đây ngồi ăn, quay phim, nói chuyện với các bạn chứ ở trong đó nói đâu có được đâu. Rất là ngon. Có thấy rõ không nữa. Wow. Hôm nay mình ăn hộp kem. Trời hôm nay á không có lạnh lắm các bạn, trời cũng ấm ấm se se chút xíu lạnh thôi. Ăn kem tuyệt vời đó. Kem này, kem xoài. Wow. Dâu nè các bạn. Ăn thử cái trân châu nước thử nó như thế nào ha. Mình chưa ăn thử bao giờ. Để xem nó có dai dai giống như là trân châu ở bên Việt Nam không. Nó không có dai các bạn.
ăn vô một cái là nó nổ trong miệng liền, giống như là ăn trứng cá vậy. Wow, hương vị giống như là vị cherry hay vị dâu gì á, nó trộn chung các bạn, trộn ngon quá. Ăn kem thì chỉ ngậm nuốt thôi, nhai không nổi các bạn, lạnh quá. Dâu này các bạn, không biết dâu ở đây có ngon không nữa. Đầu tiên mình mới ăn một hộp kem đầy như thế này, không biết ăn có hết không. Ăn không hết thì đem về nhà để trong đống đá rồi tiếp tục ăn tiếp các bạn. Ngồi ở đây quay hướng nào cũng bị ánh sáng mặt trời nó chiếu, nắng thiệt là nắng đó, nắng nhưng mà nắng lạnh chứ không phải là nắng nóng các bạn, lạnh lạnh. Ngồi chập là ăn kem là thấy lạnh từ trong tim lạnh ra rồi đây nè. Lạnh rồi các bạn ơi, khoác cái áo vô nha. Ăn kem chập là gió lạnh, hình như là kem nó rủ gió tới đây á, nó ùa một cái mà lạnh quá chừng. Các bạn mặc áo ấm vô rồi, bây giờ đỡ rồi, chuẩn bị ăn tiếp nha. Trời lạnh mà đi ăn kem như thế này cũng thú vị lắm các bạn, vừa lạnh lạnh run run rồi kem cũng lạnh đó. Ngon quá. Ăn ngon kẹo sô cô la đường, giòn thì là giòn. Trái Việt Quốc này các bạn. Rất là ngon. Hợp với cơm lắm. Hợp với kem chứ. Trái Việt Quốc ăn hợp với kem lắm các bạn. Kiwi. Thử kiwi xem. Bánh brownie nè, bánh sô cô la. Thử xem sao ha. Wow, người ta làm vừa ăn lắm. Vị sô cô la thiệt là đậm, ngọt, dễ dẻo. Nó không có giòn mà nó mềm 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 dễ dẻo các bạn. Che mặt trời lại mới thấy được mình các bạn ơi, thôi nó chói lắm. Lạnh buốt luôn. Nhưng mà ngon. Ăn miếng dâu tây nó ngon. Ăn thêm miếng nữa ha. Dâu tây mà trộn với kem này nè, ăn hết sảy nha các bạn. Che về mới thấy được. Hôm nay là bây giờ khoảng 2 giờ trưa ngày thứ bảy rồi đó các bạn. Trời mới ấm ấm chút xíu, mình sáng sớm lạnh lắm. Con gái mình nè. Hai đi. Đó, gái mình ở trong nhà kem đó. Đứng đó nhìn mẹ đó. Cười đó. Mấy đứa nhỏ nhà mình ở trong nhà kem hết rồi. Mình đi ăn kem tự chọn nè. Mình đã quay mấy đứa nhỏ nhà mình ăn rồi. Mình hứa với các bạn là bữa nào mình sẽ ra mình ăn cho thiệt đã một bữa kem. Hôm nay đây các bạn, ăn từ nãy đến giờ nè, hết một góc rồi. Ngon thiệt đó. Cái ra không biết có ra hơi khói không các bạn. Cái hơi á. Quá ngon. Ăn thử trái cherry nha. Trái cherry người ta làm mứt nè. Thử có ngon không? Mứt thấy gì vậy?
Hương vị rất là ngon. Cái muỗng cũng dễ thương nè các bạn. Nhìn cái muỗng này. Ngon. Ngồi để ăn vui lắm. Ngồi để ăn cũng vui lắm các bạn. Những người đi qua đi lại thấy mình quay phim á, đi ngang qua người ta cũng chào, người ta cũng thích vô phim. Từ nãy giờ mình ăn ở trên là kem xoài. Xuống chút xíu ha. Xuống chút xíu mình coi kem gì đây. Mình trộn đủ thứ loại kem hết các bạn. Hôm nay là thập cẩm rồi. Quá chừng ngon. Mùi kem này sao nó giống mùi khoai môn. Ngon tuyệt. Mùi vị rất là ngon. Có cái hơi lạnh. Trời lạnh có ai giống như mình. Mùa hè người ta đi ăn kem, mình trời lạnh thì đi ăn kem. Ở Mỹ vậy các bạn ơi, mình thấy trời lạnh người ta ăn kem nhiều hơn. Cái cảm giác cũng giống như mình thôi. Lạnh, trời lạnh mới nghĩ tới kem các bạn. Trời nóng thì đi chơi. Đi chơi chỗ này chỗ kia, ăn thịt nướng rồi. Người ta cắm trại, người ta nướng thịt, người ta ăn. Chỉ có trời lạnh đi ăn kem nhiều thôi. Ngộ vậy đó. Trời lạnh thì bán được nhiều kem, lạ quá. Bây giờ trong tiệm rất là đông. Mình cũng giống như người ta thôi. Khi nào lạnh thì mình mới nhớ tới kem, người ta cũng vậy. Cho nên tiệm bán đắt các bạn. Bây giờ đến mình thử trái dâu bọc sô-cô-la nha. Thử ngon như thế nào. Đây các bạn. Xin mời các bạn. Ha. Bây giờ mình sẽ thử trái dâu bọc sô-cô-la thử nó ngon như thế nào nha các bạn. Mình chưa bao giờ làm được như vậy hết các bạn. Ăn thử nha. Ăn thử nha. Tuyệt vời. Ngon. Người ta làm sao mà cái sô-cô-la nó giòn, ăn nó giòn rụm luôn. Vô trong. Ở đâu có nhà cháy các bạn ơi. Xe cứu lửa người ta chạy rất là 2-3 chiếc luôn. Tiếp tục ăn trái dâu này nha. Rất là ngon các bạn ơi. Bữa nào mình thử làm ha. Wow. Vâng vâng, tránh ra con. Ngọt ngào. Sô-cô-la rất là ngon. Ăn vô tới dầu nó thơm mùi dầu các bạn. Dầu này chắc là loại dầu thơm giống như bữa hôm mình mua đó, nó thơm lắm. Hấp dẫn. Wow. Ăn thử kẹo gum be với tí kem ha. Ngon không? Các bạn. Dính luôn răng luôn, gum be nó vô ở trong cái kem lạnh này. Nó dai nhất rồi. Nó cứng luôn. Giống như nó đông luôn á. Nhà nó dính hai hàm răng vô. Gỡ rong ra các bạn, hít lại luôn. Lạnh buốt luôn á.
trân châu nước thì đụng vô cái là bể liền, ở trong toàn là vị trái cây. Hay mình tưởng đâu nó dẻo dẻo giống như là cái hộp trân châu trà sữa chứ, trân châu nước đụng cái bể liền ha. Đó, bể thành nước liền. Ba muốn ăn không? Không biết làm sao mình ăn hết cái này. Đụng con gâm be nữa, nó cứ ngắt, nó hít hai hàm răng mình lại tiếp. Ngay là mình ăn kem 4-5 vị khác nhau trộn lại. Ăn từ nãy giờ hết một khoảng rồi các bạn. Tiệm kem này nè, bán là hết sảy nha các bạn, ngon lắm á. Ăn mùi vị rất là dễ chịu, chua chua, gọi là giống như da gật, da ua đó các bạn, mà người ta làm theo cái dạng kem. Lần đầu tiên ở Mỹ mình ăn hộp kem nhiều như thế này, ăn đầy đủ nhất. Lúc trước mình ít có thích ăn kem, mình ăn có chút xíu thôi. Hôm nay mình ăn thưởng thức rồi, sẵn đây nói mùi vị cho các bạn xem luôn, các bạn nghe cho vui. Thì mình được ăn hộp kem thiệt là đã luôn đó các bạn, quá ngon. Mình biết vì sao người ta thích kem. Ngọt, ngon. Kem hôm nay ăn rất là ngon nha các bạn. Mùi vị ngọt, ngọt nhưng mà ngọt thanh, mà cái vị ngọt nó nhẹ lắm, nó nhẹ nhàng lắm, ăn rất là ngon. Trời mà bớt lạnh đi ăn còn ngon nữa, bây giờ trời vừa lạnh kem lạnh nữa, hai cái nó đấu nhau, bây giờ nó vô miệng mình. Giờ thôi mình về nha, đẩy này lại đem về nhà bỏ tủ đông đá ăn tiếp đó. Mấy đứa con mình nó ra nó hối về rồi các bạn. Vậy ha, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.